Con sen muốn tịnh tâm với con đường tu tập nhưng lại bị nam tuổi Tuất theo phá và cái kết. Tâm thì muốn tịnh mà nhà lại có cái vong bốn chân trấn yểm như này thì sao mà thành chính quả được. Đi xem bói, con sen được thầy phán rằng năm nay con đường tu hành của con gặp nhiều trắc trở bởi có một nam tuổi Tuất theo phá không cho tu tập bình yên, nên hãy cẩn thận. Đúng là thầy phán chỉ có chuẩn. Mỗi khi con sen ngồi chắp tay chuẩn bị đọc kinh niệm Phật thì cái vòng bốn chân này lại xuất hiện, chổng cái mông quay về phía cô chủ rồi vẫy vẫy cái đuôi liên tục vào mặt. Cứ thế này thì làm sao mà đọc xong bài kinh đây hả con ơi? Chưa dừng lại ở đó, nam thanh niên tuổi Tuất còn tỏ cái bộ mặt ngây thơ vô số tội, chỉ là thêm một chút sinh động cho buổi tu hành của con sen thêm tươi mới mà thôi. Tâm muốn tịnh nhưng ngặt nỗi thần khuyển này lại thích vui đùa quá trớn, quậy phá đủ mệt còn nằm xuống mà giả vờ đang sám hối về sự nghịch ngợm của mình. Hình ảnh chú chó nhiệt tình tu tập với con sen đã khiến ai cũng không khỏi bật cười mà đùa rằng: rắn thần thì biết che mưa bảo vệ cho Phật, còn thần Tuất thì lấy đuôi quạt mát cho mẹ, chứ có gì là sai. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.